xin chào tất cả mọi người đã trở lại với kênh Soul Family Family USA. Hôm nay là hai mẹ con đi dạy tiệm cho các bạn. Đó, hello cô chú đi. Đi đâu lạc đi. Hello cô chú đi. Đi đâu lạc đi. Ghé không? Bất lạc hả? Có được rồi. Ồ, ở Nam Bay là phải xếp hàng để ghép like lấy đồ hả? Đây, 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 đây. Đây là các bạn ơi. Ồ. Ờ, đông quá, đông người quá. Ồ. Đông người quá hả? Happy Independence Day. Actually for so bad, đi ra đây, đi ra đây, đi ra đây. Đây con. Đây. Hello chị. Trời ơi, đi xe bị cút rồi, nó bị điên giống của chị hồi bữa đó. 2 tiếng mới tới đây. Trời ơi, người đẹp. Lùng xíu chút xíu. Trời ơi, đẹp quá. Rồi là cái gì đó là quay xe, đúng không? Cái khác nữa. Còn thằng này á, nó cần chỉ cần con đâu thôi. Mới lên. Mới lên hả? Đi hai con có đó. Không đổ lên. Không, ấy xong xuôi hết rồi mà đi rồi cũng quên. À, hôm nay là cái hello cả mọi người đã trở lại với kênh Sofa Kiều Family như với Say nha. Hôm nay thì Kiều đi đến office của Kiều đây. Financial Education Center Houston Memorial. Đấy, thì hôm nay nhà chúng mình đang tổ chức một cái buổi tiệc nhân ngày lễ Chuy Thoa để nhận cảm ơn đến những cái đối tác của mình đó các bạn. Buổi tiệc như thế này rất là đông. Đông lắm các bạn. Dễ thương không? Hai mẹ con đi từ cái lúc mà 5:50 tới đây là lúc 7:40. Có nghĩa là đi 1:50. 1:50 mà tới đây có nghĩa là đi gần 2:00. 2:00 tới đây. Cuối cùng map bữa nay nó bị vấn đề nha các bạn. Đi hơn 2:00. 1:50 là coi như 2:00 mà tới đây. Trời thiệt muốn xỉu đi, ngồi đông lưng luôn á các bạn. Ồ, mới xỉu luôn, Sophia hả? Được vậy mà Sophia ngủ trên xe gần 2 tiếng đồng hồ chết nè. Đúng không? Ngủ trên xe gần 2 tiếng đồng hồ chết nè. Đúng không? Cái này vô trong này á, mới chạy vô khách đồng đi. Anh sợ anh khóc. Bên đây là mọi người đang tạo kiến chụp hình, lát chụp hình cho chụp. Rất là đông người, cho nên là ngồi trên này giá đỏ. Mọi người đang đến cái giờ mà cao điểm, mọi người đang muốn get like, xếp hàng rất là đông để mà đi vào bên trong lấy đồ ăn á. Thì hai mẹ con đợi họ vào lấy trước, hai mẹ con vào lấy sau cũng được. Thì bây giờ trong thời gian đó thì Kiều sẽ cho bé chụp hình với là quay xung quanh cái office này kỹ hơn cho các bạn xem. Hello, chào chú. Dạ dạ dạ. Bây giờ mọi người đang đứng ít like đông quá, đợi mọi người đứng ít like xong lát con tới con lấy đồ ăn sau. Yeah, hello, how are you? I'm good. Yeah. How come every time you see me? Hello, hello, hello đi, con hello đi. Hello đi. Đây, office của Kiều nè ha. Rồi, đi ra phía bên đây ha. À, phía bên đây thì cái chỗ này có trang trí một tí xíu và bong bóng như là cái lễ Chuy Thoa màu màu sắc điểm nhấn là xanh trắng và đỏ ha. Rất là dễ thương cho Sophie chụp hình bên đây. Đi xuống phía đây thì cũng có những cái phòng office thì mọi người cũng đi vào để mọi người ăn đồ các bạn. Đây, thêm một phòng nữa. Đây, rồi xuống phía này thêm một phòng nữa. Rồi qua bên này cũng thêm một phòng nữa. Rồi xuống dưới này là cũng thêm một phòng nữa. Rồi bên đây là khu khách. Bên đây là khách đông đen của các bạn. Phía bên trong kia là mọi người đến sẽ lấy đồ ăn nha các bạn nha. Ở trên này một lát nữa sẽ có ca nhạc hát. Sophia đang ngồi chụp hình nè cô chú ơi. Dễ thương không?
Sophia đang ngồi chụp hình nè, thương quá hà. Hello đi, hello cô chú đi. Hello, Sophia đang ngồi chụp hình đó cô chú. Cũng có thêm một phòng nữa nè các bạn, phòng đang để ngồi tiếp khách nè. Tiếp khách rồi phòng ở đây, rồi qua bên này là có một cái bàn reception nha các bạn ha, WFG. Rồi, đây Sophia đây. Rồi đông quá. Rồi bây giờ là để vắng bớt người get like rồi thì bây giờ là hai mẹ con sẽ đi vào bên trong để mà lấy đồ ăn ha. Cô bên này thì có nước chuối và nước ngọt cũng như là dĩa giấy và muỗng giấy nè các bạn. Dĩa giấy và muỗng giấy. Rồi đi vào bên trong này thì cũng có một vài căn phòng á. Bên này là một căn phòng, bên kia một căn phòng, bên kia căn phòng nữa các bạn. Nói chung trong này nó nhiều phòng lắm. Rồi. Hello chị. Rồi đây là bên trong. Đây, cái này là có bò kho, bánh mì bò kho, gà hết trơn luôn. Rồi như là vịt tiềm gì đây cũng hết nè. Món gà gì cũng hết nè, gà gì cũng hết đây. Cái này có cơm, mình sau khi ăn cơm được nè. Wow, cái bàn tiệc bên này đẹp nè ha. Có cái bánh, một ít bánh ngọt và ít trái cây của Julifor, lá cờ Mỹ ha. Rồi và bên trong này là có một cái nồi cháo gà nha các bạn, rất thơm luôn. Thì cũng có một cái phòng trống, một cái phòng nữa nè. Nói chung là cái office này nó có rất là nhiều phòng. Cô gái đi đây đây con. Bây giờ bên trong này nó bớt người rồi, kiểu cũng rất là khỏe nha. Bớt người rồi thì mình mới đi vào. Bên này thì sẽ có bánh pizza rất là nhiều luôn mà cũng đã hết rồi. Còn một cái bánh cuối cùng thôi. Bên này là có một ít mì sạn. Dạ hello anh. Dạ. Rồi qua bên đây thì cũng có thêm một ít đồ ăn nữa nè. Là đây là mì, hay đồ chiên, hay là chi và một ít mì. Một ít mì spaghetti. Rồi bên này cũng có một ít đồ ăn gỏi đu đủ hả? Cơm, salad, mì xào và một ít trái cây và đông xương nha các bạn nha. Một ít đồ ăn lên cho hai mẹ con xuống mà get like đông quá nên là đi quay vòng vòng. Bây giờ mọi người get like lấy đồ ăn xong xuống hết rồi thì tới phiên Kiều lấy chị Kiều có lấy một ít bò kho cho bé ăn nè, bò kho ít bánh mì trên này thì có lấy ít xíu cơm, một miếng bánh mì, một miếng bánh ngọt. Ba miếng dưa hấu, bên này thì có chút xíu spaghetti và chút xíu mì xào cho hai mẹ con ăn. Thì giờ hai mẹ con sẽ ngồi đây ăn. Ở trong này là nó full hết rồi, trong phía trong này nè, còn full trong mấy cái phòng mà trống trống là cũng có nhiều người full hết rồi. Thì bây giờ là hai mẹ con sẽ ngồi ghế bên này thích để ngồi ăn tí xíu. Mẹ thì ngồi chùm hổm, mẹ đang ngồi chùm hổm này ha. Con ngồi đây. Ok, giờ mẹ mới cho con ăn nha. Bỏ lại ha. Rất là nhiều người đến nữa nè các bạn. Wow, hôm nay tiệc hôm nay là gần 200 khách. Còn 200 khách. Rất là đông luôn, phía bên dưới đông. Rất là đông luôn. Bây giờ hai mẹ con ngồi ăn, tôi mới chụp selfie một ít tấm hình bên này rồi. Giờ ngồi ăn cho khách vô đông lắm các bạn. Tranh thủ. Em bé Sophia đây. Xong rồi em bé thay khăn rồi nha. Đây là cầm dưa hấu, đây là còn đông xương luôn. Để không? Để giải sợ. Chú ơi Sophia nè. Sophia nè, sau khi đã mới khay khăn giấy ăn rồi đó nha. Mới khay thêm miếng khăn giấy ăn á, cầm miếng này để nó gọi nó ướt đầm. Một tay cầm dưa hấu, một tay cầm đông xương nha, em chịu nổi ha. Chịu nổi ha. Hai kịp tóc bữa tặng sinh nhật á cô chú. Sao phải lâu quá không gặp anh. Chụp hình nè các bạn. Ok. Chụp hình đẹp quá. Chụp hình nè. Kiều cũng mới vô chụp xong á coi các bạn. Ở bên trên là đang hát rồi, mới vừa hát xong mọi người nhớ biết là
Sao vậy? Chưa thân nó chưa thân. Em sao vậy em? Trời ơi, nó không nhìn mặt luôn kìa. Em ơi. Nhìn mặt đây, nhìn mặt thôi. Nhìn mặt về nè, nhìn mặt về nè. Thấy không? Có thương con nè. Dạ 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 mà có. Có là gì? Cây bơ. Sao đậu đâu? Ôi nhiều.